Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế họp khẩn báo động diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, 24 ca tử vong trên cả nước. Thí sinh cần thận trọng khi đợt hồ sơ tuyển sinh bổ sung đợt 2. Bình Dương va chạm xe máy khiến một người nguy kịch rồi bỏ chạy. Cảnh giác trước tội phạm mua bán người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, đặc biệt là tại Hà Nội, khi số ca mắc tăng lên nhanh chóng, thậm chí có thời điểm lên tới 700 ca một ngày, chiều ngày 10 tháng 8, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với các bệnh viện, sở, ban ngành liên quan của thành phố Hà Nội để làm rõ vấn đề này. Cục Y tế Dự phòng cho biết, đến thời điểm này, cả nước ghi nhận 80.555 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 24 trường hợp tử vong, riêng tại Hà Nội là 7 ca. 10 tỉnh có số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Tiền Giang. Các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội mỗi ngày tiếp nhận 700 người đến khám và gần 200 người nhập viện. Các chuyên gia cũng cho biết, các năm trước tại Hà Nội chỉ ghi nhận 2 tiếp gây bệnh sốt xuất huyết là D1 và D2, nhưng năm nay đã phát hiện thêm tiếp D4. Điều này khiến tỷ lệ bệnh nhân nặng chiếm từ 7% tới 10%. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải truyền thông để người dân chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy. Và khi phát hiện, không nên tập trung tại các bệnh viện lớn. Giai đoạn này phải quyết liệt thôi. Bây giờ biện pháp hạ hỏa đây này. Đề nghị các đồng chí huy động, thứ nhất là phun trong nhà. 135 đội phun này tôi đề nghị nếu cần ấy, thì huy động tỉnh khác hỗ trợ bên xem Cục Y tế Dự phòng xem. Phun đeo vai trong nhà là phun từ xung quanh ngoài nhà, trong sân vườn, cửa, đấy, cho đến trong nhà. Bây giờ chiến dịch phun. Bộ Y tế cũng dự báo, thời gian tới dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp do đang trong thời điểm mùa dịch và điều kiện thời tiết thuận lợi cho vector phát triển. Vì vậy, cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự chủ động của người dân trong việc phòng chống. Còn tại tỉnh Đồng Nai, thưa quý vị, theo như Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, thì từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.800 ca mắc sốt xuất huyết với 2 trường hợp tử vong, tăng gần 15% so với cùng kỳ của năm 2016. Đặc biệt, chỉ trong tháng 7 của năm 2017, Đồng Nai ghi nhận tới 1.200 ca bệnh, tức tăng gấp đôi so với tháng 6. Những ngày đầu tháng 8, số người mắc sốt xuất huyết vẫn duy trì ở mức cao. Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại các khu vực có nhiều khu công nghiệp, tập trung đông dân cư như thành phố Biên Hòa, huyện Nhân Trạch, Trảng Bom. Đáng chú ý là số ca bị nhiễm sốt xuất huyết trong thai kỳ cũng tăng mạnh. Bệnh sốt xuất huyết khiến suy giảm tiểu cầu, có thể dẫn đến sảy thai, dễ sinh non và gây băng huyết sau sinh. Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã ghi nhận số ca nhiễm bệnh tăng gấp đôi so với tháng 6. Trong đó có nhiều trẻ bị mắc sốt xuất huyết lần 2, nhiều trẻ nhập viện muộn, bệnh trở nặng, gây suy gan, tổn thương đa phủ tạng, phải thở máy. Đồng Nai là một trong những địa phương trọng điểm về sốt xuất huyết của cả nước. Nguy cơ bệnh tiếp tục bùng phát là rất lớn. Để phòng chống bệnh hiệu quả, địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động người dân tham gia dọn dẹp nơi ở, vệ sinh vật dụng chứa nước, loại bỏ vật phế thải xung quanh nhà. Thưa quý vị, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, bệnh viện đã áp dụng thành công kỹ thuật nạo hạch chậu trong phẫu thuật điều trị ung thư trực tràng. Đây là một phương pháp mới nhằm ngăn chặn bệnh ung thư trực tràng tái phát. Hai bệnh nhân đầu tiên đã được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối hạch ung thư tái phát bằng kỹ thuật nạo hạch chậu. Kết quả điều trị ban đầu rất khả quan khi tỷ lệ thành công cao và không có trường hợp nào để lại tai biến biến chứng. Thời gian mổ trung bình từ 60 tới 80 phút khi nạo hạch chậu bên và ngày càng được rút ngắn. Có 70% trường hợp kết quả thử có tế bào ung thư trong hạch chậu này. Đây là một kỹ thuật tiên tiến lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, giúp giảm rõ rệt tỷ lệ tái phát tại chỗ, đem lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh lý thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao trên thế giới, chiếm 9% tần suất các loại ung thư. Ở Việt Nam, ung thư đại trực tràng đứng trong top 5 bệnh ung thư thường gặp. Tiếp tục với một thông tin giáo dục đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian xét tuyển đợt bổ sung sẽ bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 15 tháng 9. Đợt xét tuyển bổ sung tiếp theo này là những cơ hội cuối cùng cho những thí sinh có thể trúng tuyển vào đại học năm 2017. Chính vì vậy, thí sinh cần hết sức thận trọng khi chọn trường và chọn ngành phù hợp với mức điểm của mình. Thời gian cụ thể của các đợt xét tuyển bổ sung do từng trường quy định. Ở đợt này, để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh nên tận dụng quy chế không giới hạn số lượng nguyện vọng mà Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép trong năm nay.
có 3 phương thức xét tuyển nguyện vọng bổ sung là nộp trực tiếp, nộp qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến. Khi nộp hồ sơ, thí sinh cần theo dõi thông tin trên website các trường để tránh thất lạc hồ sơ. Thì sau khi mà chốt lại cái thời điểm tuyển sinh của đợt thứ nhất, thì theo cái lượng mà Bộ Giáo dục phân bổ thì đạt được ở mức độ bao nhiêu phần trăm thì đợt 2 tiếp tục sẽ tăng cường. Nếu các bạn ở gần thì cách tốt nhất để đến là các bạn đến trực tiếp tại cơ sở. Nhưng mà đối với bạn ở xa thì các bạn là có thể là do cái điều kiện, thậm chí là cả về kinh tế nữa, thì các bạn có thể là gửi và qua đường bưu điện. Ngoài ra, thí sinh cũng cần lưu ý những thông tin như trường nào, ngành nào còn xét tuyển, chỉ tiêu bao nhiêu, cách thức thời hạn nộp hồ sơ để có sự lựa chọn hợp lý. Số điểm của năm 2017 rất là cao, và chính vì vậy mà hiện nay theo thông tin từ các kênh truyền thông thì có khoảng 110.000 thí sinh nữa có số điểm khá cao nhưng chưa xét tuyển vào các trường đại học. Như vậy thì điều đầu tiên các bạn cần phải làm đó là xác định về mức điểm của mình với những trường tương ứng. Mình phải vào trực tiếp vào website của từng trường để có thể biết được chỉ tiêu cũng như điểm xét tuyển của đợt nguyện vọng đợt 2 là bao nhiêu. Các chuyên gia giáo dục cũng lưu ý, đợt xét tuyển bổ sung là những cơ hội cuối cùng cho thí sinh có thể trúng tuyển vào đại học năm 2017. Một trong những lời khuyên để chọn ngành là điểm thi nên cao hơn điểm nhận hồ sơ từ 1 đến 2 điểm, nên chọn cùng một ngành ở nhiều trường khác nhau để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành mà mình yêu thích. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 8 tại Hải Dương, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã An Bình đã tổ chức công bố chính thức việc xử lý đối với vụ việc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình nhận xét vào bản xử lý lịch của công dân Nguyễn Thị Quyên ở thôn An Đông, xã An Bình. Tại buổi công bố, ông Trương Phúc Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, người trực tiếp viết vào hồ sơ của công dân Nguyễn Thị Quyên, xin lỗi gia đình chị Quyên. Tại đây, lãnh đạo huyện Nam Sách khẳng định sự việc xảy ra là hết sức đáng tiếc. Đồng chí Trương Phúc Thực cũng đã kịp thời nhận ra khuyết điểm và đã chủ động đến gia đình xin lỗi và xác nhận lại sơ yếu lý lịch cho công dân Nguyễn Thị Quyên theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân huyện Nam Sách sẽ tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm của đồng chí Trương Phúc Thực theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, vào ngày 7 tháng 8, Bộ phận Một cửa tiếp nhận và trả thủ tục hành chính của xã An Bình đã tiếp nhận hồ sơ xin xác nhận của chị Nguyễn Thị Quyên ở cụm dân cư số 9, thôn An Đông. Trong phần xác nhận lý lịch của chị Quyên có liên quan đến việc đóng góp cho cơ sở và địa phương. Tuy nhiên, gia đình chị Quyên không đóng góp khoản này dù đã được ông Thực vận động. Vì vậy, ông đã viết vào bản sơ yếu lý lịch là bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương. Thưa quý vị, từ hàng chục năm nay, người dân ở xóm đảo thuộc phường Ninh Hiệp phải dựa vào cây cầu gỗ duy nhất đã bị mục nát để đi vào trung tâm thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đáng nói hơn, hàng năm cứ đến mùa mưa lũ thì cây cầu này lại bị nước cuốn trôi, khiến cho cả xóm bị cô lập hoàn toàn. Đây là cây cầu gỗ bắc qua nhánh của con sông Dinh và cũng là lối đi duy nhất của người dân xóm đảo để vào trung tâm thị xã Ninh Hòa. Cây cầu dài gần 20m, rộng chỉ 1m, được làm từ các trụ ván gỗ. Đến nay, các trụ cầu đều bị nghiêng hỏng, phải lấy các thanh tre cột thay vào để chống đỡ. Các miếng ván trên mặt cầu bị mục gãy, tạo thành các lỗ hổng, gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua lại. Cả hơn 10 năm nay là dân chúng tôi xóm đảo đây mỗi mùa mưa lụt là khổ lắm, là coi như không có đường qua lại, cầu là nó gãy, nó trôi đi. Rồi những người nào mà tôi biết bơi thì cứ gửi đồ mì tôm hoặc là cái gì đó qua để ăn. Hiện nay trong xóm đảo có hơn 50 hộ dân với trên 200 nhân khẩu, trong đó hơn 1/3 là trẻ em đang trong độ tuổi đi học. Nơi đây tuy nằm trong khu đô thị gần với chợ Dinh, nhưng do khó khăn trong lưu thông nên khu vực này hơn 30 năm nay vẫn không phát triển được. Hiện người dân xóm đảo rất mong có được một cây cầu kiên cố để không còn phải bị cô lập khi đến mùa mưa lũ hàng năm. Thưa quý vị, hiện nay vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm đang được người tiêu dùng quan tâm. Vì vậy, các trang trại hay hợp tác xã cũng đã ý thức rất rõ trách nhiệm của họ trong việc sản xuất sạch để đảm bảo uy tín thương hiệu. Ghi nhận của chương trình tại tỉnh Hưng Yên. Trang trại cá rộng hơn 10 hectare này nằm tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Máy nén khí tạo ra các dòng chảy, nước mặt và nước đáy thay đổi liên tục, nhiệt độ duy trì ổn định không quá 30 độ. Cá diêu hồng, cá rô phi liên tục bơi ngược lại dòng chảy. Đây được gọi là những con cá thể thao được nuôi theo quy trình công nghệ của Mỹ. Cá rô phi diêu hồng thì là cái đuôi nó dài hơn con cá khác một chút và cái sự săn chắc của nó, cơ bắp của nó cầm con cá nó chắc và cái đuôi nó dài hơn và mổ ở trong bụng nó ra là không có cái màng đen ở trong bụng.
Theo quy trình đạt chứng nhận việt gáp này, người nuôi hoàn toàn không dùng đến thuốc kháng sinh để phòng hay trị bệnh. Trong khi những bà nội trợ đang cố gắng tìm những địa chỉ tin cậy để mua nông sản sạch, thì với sản lượng nông sản sạch có thể nuôi trồng cao gấp nhiều lần so với trước đây, những chủ trang trại như chị Thắm cũng đang cố gắng để có thể đưa được nông sản sạch của mình đến tận tay người tiêu dùng. Thưa quý vị, một hệ thống máy phun thuốc trừ sâu và phân bón lá cho cây ăn trái đã được một thầy giáo dạy vật lý công nghệ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng sáng chế và đưa vào vận hành. Đáng chú ý, chiếc máy này còn có công dụng chữa cháy. Hãy cùng giúp tôi tìm hiểu về chiếc máy đa năng này qua những hình ảnh ngay sau đây. Sau thời gian tìm tòi nghiên cứu, thầy giáo Nguyễn Thế Quang, giáo viên môn vật lý công nghệ, trường Trung học cơ sở Lạc Xuân, thị trấn Duran, huyện Đơn Dương đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ thống máy phun thuốc sâu và phân bón lá cho cây ăn trái mini. Chiếc máy này được lắp đặt gọn gàng trên xe máy để tận dụng động cơ của xe để phun thuốc. Bên cạnh công dụng phun thuốc trừ sâu, máy còn là phương tiện chữa cháy cơ động hiệu quả, nhất là sử dụng trong các khu vực đông dân cư, đường chật hẹp, xe chữa cháy lớn không vào được. Với vốn đầu tư 2 triệu đồng, thấp hơn nhiều các loại máy phun thuốc hiện có, nhiều người dân cho biết máy bơm thuốc sâu và phân bón cho cây ăn quả này hoạt động hết sức hiệu quả. Tiếp theo chương trình là phần thông tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 10 tháng 8, trên đường tỉnh lộ 43 thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, sau va chạm với một xe máy khác khiến một người đàn ông nguy kịch, nam thanh niên đã nhanh chóng lấy xe bỏ chạy. Vào thời gian trên, xe máy biển số Hà Tĩnh do một người đàn ông trung niên điều khiển theo hướng từ cầu tỉnh lộ 43 ra quốc lộ 13. Khi xe lưu thông đến khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa thì xảy ra va chạm với xe máy khác chưa rõ biển số do một nam thanh niên điều khiển cùng chiều. Sau va chạm, cả hai người ngã ra đường, người đàn ông bị thương nặng nằm bất động dưới đường. Riêng nam thanh niên may mắn không bị thương, đã nhanh chóng lấy xe rồi bỏ chạy. Người dân gần đó đã đưa nạn nhân chuyển vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù đã đuổi theo xe máy có liên quan đến vụ tai nạn, nhưng người dân không đuổi kịp. Hiện cảnh sát giao thông thị xã Thuận An đang điều tra nguyên nhân và tiếp tục truy tìm xe máy có liên quan đến vụ tai nạn trên. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy tố đối tượng Lương Xuân Thông, sinh năm 1974, và La Văn Phong, sinh năm 1969, cùng quê tại Cao Bằng, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, đây là hai đối tượng trong vụ án giấu 40 bánh heroin trong nắp capo xe ô tô mang đi tiêu thụ, xảy ra cách đây gần 5 tháng. Theo cáo trạng, trưa 16 tháng 3 năm 2017, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội phát hiện hai đối tượng trên giấu 40 bánh heroin dưới nắp capo xe ô tô đang mang sang bán cho một đối tượng người Trung Quốc thì bị bắt giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Thông và Phong đã từng bán 4 bánh heroin cho đối tượng người Trung Quốc nói trên với giá 800 triệu đồng. Ngày 10 tháng 8, Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ một nhóm cướp gồm 3 đối tượng trẻ để điều tra về hành vi dùng hung khí cướp tài sản của một tài xế xe ôm công nghệ. Cơ quan công an cũng tạm giữ 2 đối tượng khác với tội danh tiêu thụ tài sản phạm tội. Theo hồ sơ vụ việc, vào rạng sáng ngày 7 tháng 8, 3 đối tượng gồm Cao Văn Hạnh, sinh năm 1996, Trương Đình Lộc, sinh năm 1997, cùng ngụ tỉnh Quảng Bình, và Nguyễn Văn Ngận, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Gia Lai, bàn bạc kế hoạch đặt xe GrabBike để cướp xe lấy tiền tiêu xài. Khi tài xế xe ôm Grab đến chợ đối tượng Hạnh, đi đến đoạn cầu Cái Tre 1 trên đường Trần Não, quận 2, thì đối tượng này đã rút dao đe dọa và cướp chiếc xe Tega cùng một chiếc điện thoại di động của tài xế. Sau khi nhận đơn trình báo, Công an quận 2 phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành rà soát camera an ninh trên địa bàn và bắt giữ 3 đối tượng trên, thu lại tang vật. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan công an cũng tạm giữ 2 đối tượng khác với hành vi tiêu thụ tài sản cướp giật. Thưa quý vị, chỉ có giá dao động từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đồng, hàng loạt công cụ nguy hiểm có chứa điện áp mạnh như súng điện, đèn pin, chích điện, roi điện, ba trắc điện, v.v. đang được rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội và được gắn mác là đồ tự vệ. Vậy, hành vi này sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào và các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng này? Mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau đây của chúng tôi. Chỉ cần gõ vào ô tìm kiếm của Facebook, dòng chữ công cụ tự vệ sẽ truy vấn ra hàng loạt sản phẩm đi kèm với lời rao mời hấp dẫn với giá dao động từ vài trăm ngàn tới cả triệu đồng. Dù được gắn mác là dụng cụ tự vệ, thế nhưng theo lời quảng cáo, các công cụ này có thể phát ra điện áp rất mạnh, gây ngất, choáng váng, thậm chí tê liệt toàn thân nạn nhân trong thời gian chưa đến 5 giây. Thì roi điện, súng điện được coi là công cụ hỗ trợ, chỉ có quân đội, công an, dân quân tự vệ hay là kiểm lâm v.v. khi thực hiện nhiệm vụ thì mới được quyền sử dụng. Thì chỉ có các cái doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì mới được quyền kinh doanh các cái công cụ hỗ trợ.
Riêng cái hành vi sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép các công cụ hỗ trợ đó, thì theo nghị định 3 có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần siết chặt hơn nữa trong khâu quản lý, giám sát mặt hàng nhạy cảm này dưới mọi hình thức, đặc biệt là trong giai đoạn mạng xã hội đang bùng nổ và khó kiểm soát như hiện nay. Phần cuối chương trình, mời quý vị đến với tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, trung bình mỗi năm, Việt Nam có khoảng 1.000 người là nạn nhân của nạn mua bán người ra nước ngoài. Những nạn nhân này chủ yếu bị cưỡng ép bán vào các động mại dâm, làm vợ bất hợp pháp và bị cưỡng bức lao động. Các đối tượng phạm tội luôn đánh vào lòng tham, tâm lý sính ngoại và mong được cuộc sống giàu sang sung túc để dụ dỗ nạn nhân vào bẫy. Phóng sự sau đây hy vọng sẽ giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bởi cuộc sống bên kia biên giới không hề dễ dàng như mong đợi. Từng có một thời, nhiều người chen nhau để được xem mặt chọn vợ, rồi sau đó nhiều cô dâu Việt nhanh chóng kết hôn mà không biết mình là nạn nhân của môi giới hôn nhân trái phép. Những cảnh tượng này dù chỉ là tái hiện lại nỗi bất hạnh của cô dâu Việt ở nước ngoài, nhưng cũng đủ để lấy nước mắt của người xem. Mình thương con nhưng mà về hoàn cảnh đó đẩy đưa con mình đi nước ngoài như vậy, mà con mình là không có được hưởng cái hạnh phúc, chịu không nổi phải tự tử chết. Như tôi coi cái phim nãy, tôi rất là đau lòng. Không chỉ núp bóng môi giới hôn nhân, nhiều đối tượng mua bán người còn hứa hẹn việc làm lương cao hoặc mời đi du lịch miễn phí. Ra nước ngoài thì có cuộc sống ổn định, lương cao. Thế là đương nhiên là chị em cứ và những người bị hại là cứ tưởng như thế là đấy, nó tin vào. Thậm chí một số cái đối tượng mà trước đây đã trốn ra nước ngoài rồi, đã bị lừa gạt nước ngoài rồi thì lại quay về lừa gạt ngay anh em họ hàng, quê hương, đồng hương nhà mình. Chị em mình phải rất là tỉnh táo, cảnh giác. Trước hết là phải biết rằng là không phải cứ lấy chồng nước ngoài đã là cải thiện được cái cuộc sống của mình. Thế và mình phải làm chủ cuộc sống của mình, không thể dựa vào người khác. Từ đầu năm 2011 đến tháng 6 năm nay, cả nước xảy ra hơn 2.700 vụ mua bán người với nhiều thủ đoạn tinh vi. Bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân, chứ không chỉ là phụ nữ và trẻ em như trước. Bởi các đối tượng phạm tội còn mua bán đàn ông, bào thai, trẻ sơ sinh và nội tạng. Hiện nay chỉ có đề cao cảnh giác mới giúp người dân tránh rơi vào bẫy. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Bệnh tay chân miệng vào mùa sớm xuất hiện trẻ có biến chứng nặng. Phú Yên, 51 giáo viên bất ngờ bị dừng hợp đồng lao động. Hải Phòng, phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng. Cảnh báo phân bón kém chất lượng khiến vườn tiêu rụng lá.